Julie xin mến chào quý vị đến với tin Việt Canada. Thưa quý vị, hôm nay là những tin tức cập nhật. Toronto đã có một thị trưởng mới sinh ra ở Hồng Kông. Olivia Jones đã chính thức nhậm chức thị trưởng Toronto vào thứ Tư ngày 12 tháng 7 và trở thành người da màu đầu tiên lãnh đạo thành phố đông dân nhất Canada. Vào sáng thứ Tư, thì bà Chow đã đạp xe đạp của mình đến tòa thị chính Toronto cùng với một nhóm lớn những người đi xe đạp khác bà nói tôi cảm thấy thật may mắn khi có thể đến làm việc vào ngày đầu tiên tôi làm thị trưởng của thành phố tuyệt vời này với hàng trăm người đi xe đạp bà châu đã nói bên ngoài tòa thị chính qua một chiếc loa được bao quanh bởi những người toronto đang bấm chuông xe đạp của mình và đó là một ngày rất hạnh phúc điều tôi thích nhất là mọi người dừng lại trên đường và nói chúc mừng và sau đó dòng tiếp theo là tôi sẽ ở đây để giúp đỡ quý vị rất nhiều cư dân cảm thấy rằng bà Olivia Chow là một thị trưởng, có thể làm được rất nhiều điều và họ mong muốn được làm việc với tôi và họ cam kết giúp đỡ thành phố để chúng tôi có thể cải thiện các dịch vụ của mình và làm cho thành phố Toronto trở nên quan tâm hơn, an toàn hơn và có thể chi trả hơn. Thật đáng khích lệ khi nghe những điều này. Bà Châu, 66 tuổi, cựu nghị sĩ của đảng NDP và là ủy viên hội đồng thành phố lâu năm, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung vào tháng trước để thay thế cho thị trưởng John Tory, đánh dấu sự trở lại chính trị của bà sau khi bà về thứ ba trong cuộc bầu cử thị trưởng năm 2014. Bà Châu đã kết hôn với Chuck Layton, người cũng đã trở thành lãnh đạo đảng NDP liên bang của Canada vào đầu những năm 2000. Ông Layton qua đời sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư vào năm 2011. Bà đã vận động trên một nền tảng để xây dựng cái mà bà gọi là một thành phố có giá cả phải chăng và chú đáo hơn. Bà cũng cam kết đưa chính quyền địa phương trở lại hoạt động kinh doanh xây dựng nhà ở xã hội và chi trả hàng triệu đô để có thể mua và duy trì các đơn vị nhà ở giá cả phải chăng. Sau gần một thập kỷ vắng bóng với chính trị, thì bà nhậm chức vào thời điểm mà Toronto đang phải đối mặt với các vấn đề cấp bách bao gồm một khoản thâm hụt gần 1 tỷ đô trong ngân sách năm nay, phần lớn là do doanh thu quá cảnh giảm và chi phí trú ẩn lại tăng lên. Thêm vào cảm giác cấp bách, thành phố đã bế tắc với chính phủ liên bang về yêu cầu cung cấp thêm tiền để giúp đỡ cho những người xin tị nạn tại nhà và với việc mà thành phố gần đây đã ban hành chính sách từ chối những người nộp đơn từ các nơi trú ẩn có khả năng đối với chương trình liên bang. Một báo cáo của nhân viên thành phố cho thấy có đủ quỹ dự phòng Covid-19 được dành riêng để hỗ trợ ngân sách năm nay, nhưng nếu không có thêm tiền, quỹ hỗ trợ sẽ không đủ để có thể trang trải một khoản thiếu hụt dự kiến lên tới 927 triệu đô cho năm tới. Bà Châu cũng cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp đặc biệt của ủy ban điều hành vào tháng 8 để có thể thảo luận về các vấn đề cấp bách trên, bao gồm cả kế hoạch tài chính dài hạn của thành phố Toronto. Kể từ cuộc bầu cử bổ sung vào ngày 26 tháng 6, bà Châu đã gặp gỡ chính quyền thành phố, hoàn thiện đội ngũ của bà và tổ chức cam kết chuyển đổi với dịch vụ dân sự và tổ chức phi lợi nhuận về các vấn đề ưu tiên, bao gồm ứng phó với cuộc khủng hoảng nhà ở và cộng đồng. Không biết quý vị nghĩ sao về hình ảnh mới nhất của vị thị trưởng thành phố Toronto này? Mời quý vị chia sẻ cùng tiên người Việt. Duy Lê xin chân thành cảm ơn. Công bồ quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada, 514 996 6679. Khu trại vô gia cư bị dỡ bỏ dưới đường cao tốc Montreal khi công việc sửa chữa bắt đầu mùa hè. Thưa quý vị, các đội vận tải Quebec đã bắt đầu làm việc trong dự án đường cao tốc Flim Maria sau khi mà khu cắm trại của người vô gia cư kéo dài hàng tháng đã được dọn sạch khỏi bên dưới cầu vượt. Ngày 11 tháng 7 là ngày cuối cùng những người sống dưới đường cao tốc có thể gọi địa điểm này là nhà. Và đây là ngày mà một thẩm phán Quebec đã ra lệnh cho cư dân phải rời khỏi, dọn dẹp khu trại nơi hơn chục người đã sinh sống kể từ tháng 11. David Chapman, người đứng đầu của Resident Montreal đã là người giúp đỡ cho nhóm và cũng cho biết những điều gì, những gì điều này làm về cơ bản. Nó buộc mọi người vào các tòa nhà bỏ hoang bất cứ nơi nào mà họ không thể nhìn thấy được. Được thông báo, trước hai tuần, việc mà trục xuất được đưa ra sau khi phán quyết của tòa phúc thẩm Quebec và đó là dấu chấm hết cho cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Bộ Giao thông Vận tải và những người đại diện cho cư dân sống ở dưới gầm cầu. Và điều này cực kỳ chiến lược và chúng tôi cần phải bảo đảm cơ sở hạ tầng được an toàn. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải dỡ bỏ trại này vào ngày hôm nay. Bộ cũng đã cố gắng đuổi người dân đi từ tháng 11 để họ có thể tiến hành công việc sửa chữa trên cầu vượt. Thẩm phán cho biết công việc không thể bị trì hoãn hơn nữa, nhưng ông đã mất 2 tuần để có thể đưa ra phán quyết của mình. Chapman cũng cho biết hầu hết trong số 15 người sống ở đó đã nộp đơn xin nhà ở và ít hơn 8 người vẫn còn trên trang web thứ ba. Phần lớn Chapman nói không có nơi để ở cho họ. Và nếu như tôi ủy quyền cho ai đó có một căn hộ và tôi nói với họ, tốt cho bạn, bạn có một căn hộ đó, đó không phải là mái nhà ở trên đầu của bạn, bạn vẫn phải tìm căn hộ đó trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở như hiện nay. Những người ủng hộ nhà ở tại chỗ đã phản đối việc trục xuất vào ngày 11 tháng 7, đã nói rằng viện trợ là không đủ và không hợp lý đối với những người vô gia cư. Mặc dù hầu hết đều đồng ý rằng việc đóng trại là không thể chấp nhận được, nhưng việc trục xuất không phải là một cải tiếng. Bộ Giao thông Vận tải lại cho biết họ sẽ tiếp tục dự án sửa chữa trị giá 35 triệu đô trong 3 năm mà họ cho biết đã bị trì hoãn trong một thời gian quá lâu. Và cũng liên quan đến vấn đề này, thưa quý vị, thì mới đây thành phố Montreal đã sử dụng quyền của mình để mua nhà tư nhân. Thành phố đang sử dụng quyền lực hợp pháp để có thể giúp giữ giá thuê ở mức thấp và tạo ra một vết lõm trong cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay. Một năm trước, chúng tôi đã quyết định bảo vệ những ngôi nhà chung phòng, và đó là lý do tại sao chúng tôi đang sở hữu một công cụ mới, một công cụ pháp lý mới, quyền từ chối trước. Tòa nhà mới được thành phố mua lại là một ngôi nhà có 7 phòng ở trên phố trung tâm của Boy Angeles. Charles, nơi mà những người thuê nhà đang trả một giá thuê rất thấp. Chủ nhà đã đưa ra lời đề nghị bán tòa nhà với giá là 1 triệu 385 ngàn đô. Nhưng bằng cách sử dụng quyền từ chối đầu tiên của mình, thành phố đã có thể phù hợp mua lại nó và thay đó buộc chủ sở hữu nhà bán tòa nhà cho họ. Người chủ sở hữu của ngôi nhà này là Viken. Anh đã cho biết, một ngày nọ, một nhân viên bạo lãnh xuất hiện trước nhà và nói rằng họ giải thích với tôi thành phố có quyền mua nó và đó là điều mà thành phố đang ngày càng làm nhiều hơn để có thể ngăn chặn các đơn vị nhà ở cho thuê giá rẻ rơi vào tay của những nhóm lợi ích tư nhân và điều này có thể dẫn đến việc tăng giá tiền thuê nhà hoặc là cải tạo khác đại diện thành phố đã nói việc chúng tôi mua lại tòa nhà đó là rất quan trọng vì đây là những người dễ bị tổn thương nhất giám đốc điều hành của welcome home mission gọi thường vụ mua lại mới nhất của thành phố là một tin tốt và cho biết việc bảo vệ những ngôi nhà đang cho thuê là chìa khóa trong cuộc chiến chống lại tình trạng vô gia cư của thành phố. Nếu ai đó ở trong nhà tập thể, chúng tôi biết họ là ai và chúng tôi biết họ đang ở đâu và trong nhiều trường hợp chúng tôi có thể giúp họ ở nguyên tại chỗ hoặc bắt đầu quá trình chuyển đổi đến một nơi họ ở lâu dài hơn. Và hơn thế nữa, đây là một cách an toàn để chuyển đổi. Thành phố đã áp dụng quyền này đầu tiên kể từ năm 2022 và cho đến nay đã mua được 5 tòa nhà. Chủ sở hữu của ngôi nhà mới nhất không bất mãn với bất kỳ một khoản tiền nào khi bán cho thành phố thay vì một người mua tư nhân, nhưng cho rằng có thể có nhiều cách khác để có thể giữ những người dễ bị tổn thương hơn. Tuy nhiên, thành phố coi đây là một chiến lược chiến thắng mà họ sẽ tiếp tục sử dụng. Mục tiêu là để đưa tòa nhà vào tay của một tổ chức phi lợi nhuận vào năm tới để nó có thể được chuyển đổi thành nhà ở xã hội, nơi giá thuê sẽ luôn rẻ cho mọi người. Cherry của Mỹ tràn ngập BC và các đơn vị địa phương đang tuyệt vọng. BC, nông dân trồng cherry đã nói rằng các đối tác của Mỹ đang tràn ngập trên thị trường với những loại trái cây đền giá thấp và điều đó đang giết chết lợi nhuận của chúng tôi, Tổng giám đốc của Hiệp hội Những Người Trồng Trái Cây BC cho biết họ đã nhận được những cuộc gọi tuyệt vọng từ những người trồng trọt từ một tuần đến 10 ngày trước nói rằng vụ mùa này thất bát với những quả cherry Hoa Kỳ đến tỉnh muộn hơn thường lệ và bị bán tháo tại các nhà bán lẻ ở mức giá thấp nhất. Điều đó có nghĩa là khi BC, những người trồng chuyển sang bán sản phẩm cherry của mình, thì mức giá mà họ đang được cung cấp từ các nhà bán lẻ chỉ đủ để trả cho người đóng gói và người hái mà thôi. Vì vậy, người trồng trọt về cơ bản đang làm công việc này miễn phí. Tất cả phân bón, nước, thời gian và công sức của họ với việc cắt tỉa và trồng cây ngay từ đầu không có sự đền đáp, con số bằng không. Chưa từng thấy bất kỳ một điều gì giống như vậy trước đây. Vấn đề không phải là trái cây chín muộn hơn ở trong mùa, trái cây đến muộn hơn, mà chỉ đơn giản là trái cây già của Mỹ bị bán phá giá ở BC. Đại diện những người, người nông dân đã nói rằng việc tồn đồng này đang cố gắng xóa hệ thống và các nhà bán lẻ dường như đang hỗ trợ cho một số sản phẩm kém chất lượng được trưng bày và chúng tôi thực sự cảm thấy không có chỗ cho điều đó. Đó không phải là hình thức kém mà còn là vấn đề thương mại. Việc bán một sản phẩm nhập khẩu dưới giá thành sản phẩm xuất là không hợp pháp theo Hiệp định Thương mại Tự do. Về vì vậy, chúng ta có thể thấy một số hành động thương mại của Hoa Kỳ đối với điều này. Chúng tôi không muốn đi theo con đường đó. Chúng tôi chỉ muốn thị trường tự làm trong sạch và chấm dứt hoạt động thương mại không công bằng. Những người trong Hiệp hội Những Người Nông Dân của BC cũng đã liên lạc với Bộ Nông nghiệp Canada yêu cầu hỗ trợ theo dõi tình hình giá cá. Cách đây, từ 3 đến 4 tuần thì sự sụt giảm nghiêm trọng về giá đã bắt đầu gây chú ý. Nhưng những người nông dân tại đây nói rằng, một tuần đến 10 ngày trước, những cuộc gọi tuyệt vọng từ những người trồng trọt về việc định giá thấp nhất đã bắt đầu xảy ra nhiều hơn. Trong khi đó có rất nhiều loại cherry mới hái đã có mặt trên thị trường ở phía nam Okanagan. Trong khi chờ đợi thêm thông tin từ các quan chức thương mại của chính phủ thì những người nông dân ở đây đang kêu gọi người tiêu dùng hãy tỉnh táo, hãy chắc chắn rằng bạn đang mua trái cây chất lượng vào đúng thời điểm này trong năm có thể là vì BC, vì điều đó có thể giúp ích cho những người trồng trọt của chúng tôi, nhưng hãy chắc chắn rằng quý vị đang mua trái cây chất lượng, cuốn còn xanh và đẹp, trái căng mọng, đúng mùa, không bị dập và tôi nghĩ đó là sự trợ giúp lớn nhất của ngành nông nghiệp BC dành cho quý vị vào thời điểm này. Kêu gọi cứu trợ tài chính cho nông dân Alberta trong điều kiện khắc nghiệp tiếp tục Thưa quý vị, một mùa hè đầy rẫy cháy rừng, lũ lụt và điều kiện cực kỳ khô hạn đã thúc đẩy những lời kêu gọi hỗ trợ thêm nữa cho nông dân Alberta. Và nó xảy ra sau khi bốn quận của Alberta tuyên bố tình trạng thảm họa nông nghiệp do điều kiện phát triển kém ảnh hưởng đến vụ mùa năm nay. Đảng đối lập NDP của Alberta đã đưa ra lời kêu gọi yêu cầu chính phủ bồi thường cho các nhà sản xuất nông nghiệp đang phải vật lộn với hậu quả của thiên tai năm nay ở tỉnh. Heather Swift, nhà phê bình nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn của NDB cho biết, câu hỏi đặt ra là chính quyền tỉnh và liên bang sẽ họp trong tuần này và đưa ra kế hoạch hỗ trợ cho các nhà sản xuất vào cuối tuần này hay không. Tỉnh cần phải yêu cầu khả năng bắt đầu tiếp cận nguồn tài trợ Agri Recovery và Agri Stability cho các nhà sản xuất của chúng tôi. Agri Stability là một chương trình dành cho các nhà sản xuất canada để hỗ trợ thu nhập từ nông nghiệp bị sụt giảm nghiêm trọng do sản lượng bị thất thoát chi phí gia tăng và điều kiện thị trường tuy nhiên Agri recovery là một khung khổ giữa chính quyền liên bang và tỉnh để xác định chia sẻ chi phí cho các sáng kiến khắc phục thảm họa mặc dù chính phủ của Alberta chỉ cấp kinh phí để có thể bù đắp chi phí thiệt hại do cháy rừng cho các thành phố và khu vực định cư nhưng khoản tài trợ này không cho phép các nhà sản xuất nông nghiệp nhận viện trợ. Trong khi đó, nhiều khu vực ở miền nam Alberta có ít hoặc là không có mưa trong tuần trước, một xu hướng tiếp tục gây ra một số lo ngại cho nông dân trong khu vực. Và Stephen, một nông dân thế hệ thứ tư ở gần Fort McLeod, đã cho biết vụ mùa cải dầu của ông là một thiệt hại hoàn toàn, trong khi năng suất vụ lúa mạch của ông sẽ chỉ bằng 1 phần tư so với vụ mùa bình thường. Ông cho biết đã chi đến 600.000 đô la Mỹ phí bảo hiểm mùa màng trong năm nay. Và 6 năm qua, trong 7 năm qua, chúng tôi đã tham gia bảo hiểm mùa màng. Tôi đã làm nông nghiệp được 25 năm, chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đây. Điều kiện hàng hán ở miền Nam Alberta cũng đã tác động đến ngàn chăn nuôi thịt bò của tỉnh. Với nhiều sản phẩm xuất, đã buộc phải di chuyển hoặc là giảm quy mô đàn do thiếu thức ăn trong năm nay. Chủ tịch của Alberta Beef Producer đã cho biết tổ chức này giám sát hàng tồn kho cho thức ăn chăn nuôi và số lượng gia súc sẽ được bán đấu giá hàng tuần. Đó là một khối sáp rất phức tạp mà chúng tôi đang cố gắng làm sáng tỏ ngay bây giờ và nỗ lực hết sức có thể để duy trì cuộc trò chuyện để chúng tôi liên lạc với những nhà sản xuất cần trợ giúp, nhưng thời phải bảo đảm rằng chúng tôi đang làm những điều tốt nhất cho ngành của mình. Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy lợi của Alberta cho biết tỉnh đang xem xét đến một số lựa chọn để cứu trợ, nhưng xác nhận rằng ông đã viết một lá thư cho chính phủ liên bang để yêu cầu đánh giá lại chương trình Agri Recovery. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi khám phá được mọi phương án để có thể hỗ trợ nhiều nhất cho nông dân của tỉnh bang. Theo chính phủ Canada, thì một đánh giá sẽ xác định những hành động mà nhà sản xuất phải thực hiện để có thể giảm thiểu tác động đối với hoạt động của họ và đánh giá nhu cầu của nhà sản xuất để tiếp tục hoạt động, bao gồm cả việc liệu có thể cần thiết được hỗ trợ tài chính giải quyết những chi phí phục hồi hay không. Tỉnh Alberta đang tăng giới hạn cho vay của những thành viên cá nhân cũng như cho những thành viên chương trình bảo lãnh khoản vay của Hiệp hội Trung chuyển Alberta từ 2 triệu đô lên 3 triệu đô. Những thông tin đời sống trên thế giới thưa quý vị, 45% nguồn nước tại Hoa Kỳ chứa ít nhất một loại hóa chất vĩnh cửu có tên là PFAS. Cơ quan khảo sát địa chất của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 7 đã chỉ ra rằng 45% nguồn nước tại Hoa Kỳ chứa ít nhất một loại chất độc hại vĩnh cửu vào cơ thể lâu dài và có thể gây ra những vấn đề như ung thư, sinh con dị tật, mất cân bằng nội tiết. Trong vòng 5 năm kể từ năm 2016 thì các nhà nghiên cứu đã kiểm tra chỉ số PFAS chất hoạt động bề mặt chứa fluor trong nguồn nước của hơn 700 thành phố và thị trấn của Hoa Kỳ. Họ phát hiện 45% nguồn nước tại Mỹ chứa ít nhất một loại hóa chất PFAS với nồng độ cao nhất ở Graylands, Gray Lakes, vùng bờ biển phía đông, vùng trung tâm và phía nam của bang California. Mức nhiễm BFAS của giếng tư nhân và nguồn nước công cộng là tương đương với nhau. BFAS là dạng chất hóa học nhân tạo rất nhỏ, nhưng thường phải nhiều chục năm mới phân hủy được trong cơ thể và do đó được ví là hóa chất vĩnh cửu. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, thì có hơn 12.000 loại BFAS nhưng công nghệ hiện tại chỉ có thể phát hiện được 32 loài trong số đó. Và cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết thực tế có thể sẽ tồi tệ hơn. Ngoài vấn đề về nguồn nước thì các sản phẩm hàng ngày, từ chảo rán đến chất tẩy vết bẩn, bao bì thực phẩm, chẳng hạn như là túi bọng ngô, mỹ phẩm, điện thoại di động, xe ít khí thải, nông sản, vân vân cũng chứa các loại dạng khác nhau của BFAS mục đích chính của bfas trong sản xuất sản phẩm là chống thấm nước và chống dầu mỡ, làm cho các dụng cụ nhà bếp dễ lau chùi hơn. Ngay cả hoạt động tưởng như bình thường như rửa chén cũng là một trong những nguồn khiến cho bfas ngấm vào nguồn nước. Lưu ý rằng những bao bì sản phẩm có khả năng chống thấm dầu mỡ và nước như màng lọc bánh hamburger hoặc như nếu lớp chống dính trên nồi và chảo bị hỏng thì chắc bfas cũng có thể thấm vào thực phẩm. Trong trồng trọt thì BFAF có thể trong thuốc trừ sâu khi sử dụng sẽ xâm phạm vào các nguồn nước uống. Năm ngoái thì các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ của Texas cũng đã phát hiện trong số 10 loại thuốc trừ sâu phổ biến được sử dụng trên các cánh đồng bông tại Hoa Kỳ có 7 loại mang BFAS, đặc biệt là có loại chứa hàm lượng cao với 1 phần ngàn tỷ cũng được người nông dân sử dụng cho các loại cây trồng khác nhau bao gồm cả lương thực. Một chuyên gia về chất độc tại Đại học East Carolina đã cho biết cô không ngạc nhiên khi thấy mức độ BFAS cao trong nguồn nước và cô chỉ ra BFAS có ở khắp nơi xung quanh chúng ta. Theo báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Hoa Kỳ, nếu như con người tiếp xúc hoặc là ăn phải quá nhiều BFAS thì nó sẽ lắng động trong máu, gan, thận, làm tăng nguy cơ các rủi ro như ung thư, béo phì, bệnh tuyến giáp, cholesterol cao, vô sinh, bệnh gan hay là mất cân bằng nội tiết. Trước đây cũng báo chí đưa tin vào tháng 6 năm 2022, EPA đã cảnh báo dữ liệu nghiên cứu mới nhất cho thấy tác hại của BFAS lớn hơn nhiều so với những hiểu biết trước đây của giới khoa học. Chỉ cần hấp thụ một phần ngàn cũng có thể có nguy cơ hại đến sức khỏe. Và trong sử dụng nước ở Hoa Kỳ có khoảng 270 triệu người dựa vào những nguồn nước công cộng, 40 triệu người dựa vào giếng tư nhân, và tất cả đều có khả năng bị ảnh hưởng từ chất độc BFAS. Mặc dù chưa rõ trong nước hoặc là những hộ gia đình ở khu vực nào cụ thể chứa nhiều BFAF như thế nào, nhưng hầu hết các mẫu thử đều đến từ các khu vực đô thị, tiêu biểu là những các địa điểm như là nhà máy chế biến sử dụng hợp chất này để sản xuất thực phẩm, các nhà máy xử lý chất thải. Những năm gần đây có nhiều công ty lớn tại Hoa Kỳ hướng đến kế hoạch ngừng sử dụng chất PFAS nhưng dự kiến quyết định cuối cùng sẽ phải đưa ra sau năm 2024. Tiếp đến, thưa quý vị, Hoa Kỳ cảnh báo nắng nóng nguy hiểm tại vùng Tây Nam. Mỹ cảnh báo hơn 50 triệu dân ở các bang Tây Nam phải hứng chịu nhiệt độ cao nguy hiểm trong tuần này. Trải dài từ California xác đến Florida. Và cơ quan khí tượng quốc gia ngày 11 tháng 7 cũng đã cảnh báo một đợt không khí nóng đang hình thành trên khắp vùng sa mạc phía Tây Nam. Nhiệt độ ở các khu vực bang Arizona, Nevada và New Mexico có thể đạt tới 38 độ C. Ở Los Angeles, ở bang California có thể hứng chịu nhiệt lên tới 44 độ C. Nhiệt là sát thủ thời tiết nguy hiểm nhất. Nhiệt độ cực đoan sẽ không giảm nhiều vào buổi đêm và có thể sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ ai nếu không có những giải pháp hạ nhiệt hiệu quả hoặc là không uống đủ nước. Ban Texas cũng đang trải qua hiện tượng vòm nhiệt, nhiệt độ cao giữ lại tại một khu vực kéo dài. Tại thành phố El Paso cũng đã có 24 ngày liên tiếp ghi nhận mức nhiệt độ lên trên 38 độ C, phá kỷ lục từ năm 1994 và giới chức của Texas cũng cảnh báo sẽ còn nhiều ngày nóng tương tự diễn ra. Trong khi đó, thành phố Phoenix của bang Arizona cũng đã trải qua 10 ngày nhiệt độ cao hơn 43 độ C và các cơ quan đánh giá đây có thể là một trong những đợt nắng nóng kéo dài nhất lịch sử của bang, tùy vào cách đo nhiệt độ. Và tổ chức khí tượng thế giới cũng đã thông báo những tuần đầu của tháng 7 là tuần nóng nhất trong lịch sử từng thấy. Thưa quý vị, thông tin này cũng đã kết thúc bản tin Người Việt Canada và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối tại YouTube channel Tin Người Việt Canada. Linh Mục Nguyễn Sang với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ra đời từ năm 2005 cho đến nay đã trải dài hoạt động ở nhiều tỉnh bang Hoa Kỳ, Anh, Na Uy, Đan Mạch, Pháp và không thể không nhắc đến đó là các chương trình lớn tại thành phố Toronto, Canada do nhóm thiện nguyện tình người đứng ra tổ chức 16 năm nay. 2023 quay trở lại sau đại dịch, chương trình với chủ đề vòng tay yêu thương 1 và 2 sẽ diễn ra hai ngày thứ bảy, 29 tháng 7 tại Seafood Pankat's Lobster Park, 8.432 Leslie Street, Unit 110, Thornhill, Ontario. Chủ nhật ngày 30 tháng 7 tại Holy Trinity Pancake Hall, 880 Patton Street East, Hamilton, Ontario. Bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm với sự góp mặt của Linh Mục Nguyễn Sang cùng gian ca sĩ nổi tiếng. Toàn bộ số tiền thu được, Linh Mục Nguyễn Sang đã giúp xây dựng nhà tình thương, giếng nước, mổ mắt cho người già, mổ tim, hàng ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo, xe lăn cho người tàn tật, áo quan từ thiện và còn rất nhiều chương trình thuyền nguyện khác vẫn đang diễn ra tại các tỉnh thành Việt Nam. Xin thông mời quý đồng hương tham dự chương trình ý nghĩa này. Điểm bán vé, châu video hoặc liên lạc phim Hoàng Lan 647